Nhắc tới Đại học Tôn Đức Thắng thì chắc có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ ngay tới một ngôi trường với cơ sở vật chất hiện đại, nhìn kiểu sang chảnh. Thực tế thì Tôn Đức Thắng là một trường đại học diện tích lớn nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì ngoài cái cơ sở vật chất hoành tráng như vậy thì chất lượng ở Tôn Đức Thắng như thế nào, có đáng để các bạn vào học hay không? Cùng tìm hiểu qua video này nhé. Không như một số trường chuyên đào tạo về kinh tế như là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay chuyên đào tạo về công nghệ thông tin như là Đại học Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ở Tôn Đức Thắng thì các ngành học rất đa dạng, từ các ngành kinh tế như là kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh đến các ngành về công nghệ như là khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hay các ngành nhân văn như là ngôn ngữ Anh, Việt Nam học, xã hội học, và còn có cả các ngành liên quan tới xây dựng điện tử nữa như là kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật điện tử truyền thông hay là kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Có thể nói Tôn Đức Thắng một trường đào tạo đa ngành nên sẽ có rất nhiều lựa chọn để các bạn cân nhắc. Vấn đề tiếp theo đó là học phí. Khi chọn một trường đại học thì học phí là một yếu tố rất quan trọng, các bạn cần phải tính toán kỹ. Ở Đại học Tôn Đức Thắng, dù là một trường công lập nhưng ngôi trường này là dạng tự chủ tài chính, nghĩa là kinh phí hoàn toàn là do trường tự huy động, chủ yếu là thu từ học phí của các bạn và không nhận tiền từ ngân sách nhà nước. Cho nên để có được cơ sở vật chất hoành tráng như vậy thì mức học phí là không hề rẻ, vào khoảng 18,5 triệu đồng đến 42 triệu đồng cho một năm học, tùy thuộc vào nhóm ngành học và chương trình mà các bạn chọn. Có 4 chương trình học ở Đại học Tôn Đức Thắng, đó là chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học bằng tiếng Anh và còn một chương trình liên kết với các đại học trên thế giới nữa. Các bạn có thể tìm hiểu và lựa chọn chương trình học theo nguyện vọng của mình nhé. Rồi, như mình có đề cập thì khi nhắc tới Đại học Tôn Đức Thắng là mọi người sẽ nghĩ ngay tới cơ sở vật chất của trường. Thực tế là cơ sở vật chất của Đại học Tôn Đức Thắng được xếp hạng tuyệt đối 5 sao theo tiêu chuẩn của Anh Quốc. Điều ấn tượng trước tiên là 100% các phòng học của trường đều có máy điều hòa, nghe có vẻ hơi bình thường đúng không? Nhưng khi các bạn vào học tại các trường công lập khác thì mới hiểu, đa số là muốn học ở phòng có điều hòa thì phải theo chương trình chất lượng cao, chứ nếu học chương trình bình thường thì chỉ có mà học phòng máy quạt thôi. Bên cạnh các phòng học là các phòng thực hành, thí nghiệm, phòng mô phỏng, phòng lab cũng được đầu tư các thiết bị hiện đại, theo sinh viên của trường đánh giá là cực kỳ xịn sò. Có thể kể đến các phòng mô phỏng nghiệp vụ, nhà hàng khách sạn, nghiệp vụ ngân hàng chứng khoán, vân vân. Ngoài ra thì trường còn có các tòa nhà chuyên cho việc đào tạo các nhóm ngành cụ thể, như là tòa nhà sáng tạo G11 tầng để đào tạo các ngành mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, điện tử, vân vân, hay tòa nhà chuyên về ngoại ngữ. Đặc biệt, thư viện của trường Đại học Tôn Đức Thắng từng gây sốt khi mới hoàn thành với 7 tầng cực kỳ sang chảnh, gồm nhiều khu chức năng như là khu vực học nhóm 2-3 người, khu vực 1 người, khu coi phim nghỉ ngơi hay là khu studio. Và đặc biệt nhất là thư viện hoạt động 24/7 và các bạn sinh viên có thể ngủ lại qua đêm ở đây luôn. Ngoài ra thì cơ sở vật chất ở Tôn Đức Thắng còn có khu ký túc xá hiện đại gồm 2 tòa nhà với 11 tầng, khu thể dục thể thao với khán đài 3.000 chỗ ngồi, sân vận động đạt chuẩn FIFA, hồ bơi gần 800m2, vân vân. Rồi vậy còn chất lượng đào tạo cũng như giảng viên ở Đại học Tôn Đức Thắng thì như thế nào? Cũng như mình có đề cập, Tôn Đức Thắng có đầy đủ cơ sở vật chất để hỗ trợ cho việc học tập của sinh viên. Nên ngoài các kiến thức cho các thầy cô giảng dạy, bạn cũng được thực hành, được trải nghiệm các công việc sát với thực tế. Ví dụ các bạn học quản trị khách sạn, các bạn sẽ được đào tạo các kiến thức nghiệp vụ liên quan tới khách sạn. Và ngoài các kiến thức khô khan đó, các bạn cũng sẽ được thực tế trải nghiệm thông qua phòng mô phỏng nghiệp vụ của trường. Tuy nhiên, xét về các nhóm ngành kinh tế hay công nghệ thì Tôn Đức Thắng không được đánh giá cao bằng Đại học Kinh tế hay Đại học Công nghệ Thông tin và các trường khác thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý là không được đánh giá cao bằng các trường kia, chứ không phải là chất lượng thấp nhé. Thực tế thì Đại học Tôn Đức Thắng cũng lọt top các trường đại học có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education. Vấn đề cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là cơ hội việc làm sau khi ra trường. Khi còn học tại trường thì sinh viên Tôn Đức Thắng cũng được trung tâm hợp tác doanh nghiệp giới thiệu việc làm thêm phù hợp cho các bạn, và sau khi tốt nghiệp các bạn cũng sẽ được giới thiệu tới các đối tác của nhà trường. Thực tế thì trên 95% sinh viên tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng đều có việc làm sau khi ra trường. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải nhìn nhận một vấn đề thế này: thời đại bây giờ không phải kiểu xin việc và cho việc như ngày xưa nữa, nên muốn có một việc làm tốt thì bản thân các bạn phải chủ động, chứ không phải chỉ nhờ vào sự giới thiệu của nhà trường. Nếu các bạn nghiêm túc với việc học và tự trau dồi thêm kỹ năng cho mình thông qua các công việc làm thêm hay là tham gia các hoạt động câu lạc bộ tại trường thì cơ hội cho các bạn lúc nào cũng rộng mở. Rồi, đó là những thông tin tổng quan nhất về trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nếu các bạn còn muốn biết thêm vấn đề gì về trường thì để lại comment nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này có ích thì các bạn hãy giúp mình bằng cách bấm vào nút like và chia sẻ video này đến với những người cần nó, và bấm vào nút đăng ký kênh và cái chuông để nhận được những video thú vị và bổ ích tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.